Vâng em chào cô bác và anh chị đang xem kênh đất vườn 5 đồng của em nhé Hôm nay em xin được giới thiệu đến với cô bác và anh chị một nô đất này Có diện tích là 5 hecta Đất khá là vuông vắn, bằng và đẹp nha các bác Đã được chủ đất ủi cũng khá bằng rồi Và đây là vị trí đất và hình dáng đất của mình sẽ như thế này nha Nó có một cái chiều dài con đường là gần 200 mét nha Rất là dài, đường ô tô vào tận nơi đường rộng khoảng 5 m thông thoáng dễ đi lại trên đất đây thì chủ đất đã dọn sạch sẽ cà phê hết rồi và chừa lại cho mình khoảng trên dưới 100 cây mắc ca hiện tại là đang được thu chính nha các bác và phía đuôi đây thì mình có một cái ao là chủ đất để lại đây đó với nốt đất này thì các bác có thể mua về làm trang trại gì đó hay là mình có thể làm na nha đất đỏ ba gian rất là đẹp Phía đuôi đây thì mình cũng có thêm một con suối nhỏ chạy qua nha các bác. Với lô này thì chủ đất đang đưa ra cái giá là 3 tỷ rưỡi trên 1 hét nha các bác. Thì chủ đất bán hết không bán lẻ nha. Hiện tại trên đất mình đây là có sổ sách đầy đủ và có 600m thổ cư. Các bác quan tâm liên hệ qua cho em nha. Em dẫn vào xem đất và mình thương lượng nha đất thì được chủ đất đã vát xuống Khá là đẹp rồi, khá là bằng nha Đất đỏ, toàn bộ là đất đỏ hết Và phía này thì người ta có để lại cho mình Những cây mắc ca Đã cho trái rồi nha Và mình có một căn nhà cấp 4 đây Nhà cửa điện nước đầy đủ luôn nha các bác Và mặt đường bê tông rất là dài Từ hướng này thì sẽ chạy thông nha các bác Thông uh, Niên Xã với lô đất này thì các bác mua về đầu tư thêm cây ăn trái vào thì sẽ rất là đẹp luôn. Đất khá là đẹp, đã được dọn là sạch sẽ hết rồi. Đó, hướng đường này thì mình sẽ đi ra tới trung tâm, trường chợ nha các bác. Ra tới trường học thì nó chừng khoảng là ba cây số thôi, đường rất là dễ đi lại, một đường thẳng tắp luôn, rất là đẹp. Các bác quan tâm liên hệ qua cho em nha, sổ sách đầy đủ và mình có 600 m thổ cư em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi